xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phận tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Đều Ngự, sẽ tiếp tục giảng dạy và chia sẻ đến quý vị về những giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua Kinh Trung A Hàm Phẩm Vương Tương Ưng, Kinh Bệ Tứ. Chúng con rất mong qua những chia sẻ và giảng dạy của quý Hòa Thượng sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về lời Đức Phật dạy để có một đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, Di Đà Phật, dạ chúng con kính chào quý Hòa Thượng. Như Đạo Phật xin chào Đạo Hữu Nhật Nguyên Huy và chúng con xin đảnh lễ chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, thì trong chương trình trước quý Hòa Thượng đã chia sẻ và giảng dạy về cái sự tranh luận giữa vua Bệ Tứ và tôn giả Ca Diếp. Thì Hòa Thượng đang giảng về cái sự vô thường và đưa ra lời khuyên cho những người Phật tử, nhất là thế hệ trẻ, là biết ý thức đến cái sự vô thường để mà hướng đến tâm linh tu tập. Thì chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng tiếp tục ạ. Như là Phật, thì thưa quý vị, qua những cái câu hỏi mà Đạo Nhật Nguyên Huy đã đặt, cũng như là vua Bệ Tứ đã nói rằng là đưa ra một cái lý luận mà Ngài Ca Diếp nói rằng là nếu mà vua có còn một cái lý luận nào nữa ngoài cái lý luận này để vua tin không, thì ông ta nói bây giờ qua câu chuyện rằng ông đến thăm một người bạn của ông ta bệnh, và khi còn sống đó thì sắc mặt tươi tẻ tốt đẹp, và khi chết đó thì nó rất là xấu xa. Thì cho như vậy thì cái người chết hỏi tới không có hỏi han, không có nói gì nữa hết, thì ông ta biết rằng là khi thấy những trường hợp như vậy thì ông cho rằng không có cái đời sau nữa, bởi vì cái sống còn nói năng mắt sắc mặt tươi đẹp, bây giờ chết rồi thì nằm im một đống, hỏi cũng không có nhúc nhích chuyện này chuyện khác, thì làm sao mà nó có đời sau được. Thì Đức Phật, Ngài Ca Diếp, thưa quý vị, Ngài Ca Diếp nói là được rồi, để tôi đưa một ví dụ mà ông có thể hiểu được cái điều đó. Ví dụ có một cái người thổi tù và rất là hay, họ tới một cái chỗ cái làng kia nửa đêm họ thổi tù và rất là hay. Họ thổi xong đó, thì dân làng nghe hay quá cho nên họ đến họ xem, họ nghe thử cái tiếng tù và đó. Thì họ hay tiếng tù và, tiếng gì đâu mà hay quá, nói tiếng tù và đây, thì ông ta cũng quăng cái tù và dưới đất á. Thì người ta tới mà ta dẫm qua dẫm lại, hất qua hất lại, nó kêu đi tù và cảm kêu đi, kêu đi, kêu đi. À, thì tù và nó không kêu. Và khi cái người thổi tù và đó cầm cái tù và lên họ thổi thì nó kêu, thì nó là hay quá, cái người này hay quá. Thì ông ta mới giải thích rằng là giữa cái vật chất và cái tâm linh đó, nó có hai cái hơi của một con người nó cộng vô nữa, tức là cái vật chất và tâm linh hai cái nó phối hợp lại nó mới thành tựu được, chứ không phải là không. À, cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta mà chúng ta sống theo vật chất không á, thì nó mất đi, bây giờ nói chuyện nó đơn giản trước á, nếu một người nào đó sống vì vật chất không, nó mất đi cái tình cảm của vợ con nè, cha mẹ nè, anh em nè, bạn bè. Nếu người đó cứ ý rằng là mình có vật chất là mình sống đủ hết, không bất cần cái gì nữa, thì cái điều đó rõ ràng hơn. À, con người đó sống như một con robot, nó không có đem lại cái hạnh phúc và an lạc. Thì ở đây tất cả chúng ta cũng vậy, chúng ta hiểu được cái điều cuộc đời này á, chúng ta đừng có ý vào chỉ sống vào vật chất mà không, mà trên cái vấn đề đó có cái tinh thần ở trong đó nữa, thì cái cuộc sống nó mới hạnh phúc và an vui. Cái tinh thần như thế nào, và cái cuộc sống đó như thế nào, bởi vì cái chết thì không phải là cái thân bất động đó là nó mất hẳn đi, mà cái thân bất động đó nó xoay quanh một cái tùy theo cái nghiệp mà chuyển. Là Đức Phật Ngài dạy rằng là sanh trong sáu đường đó. Đặc biệt nếu người nào đã sanh đi cõi thiên đó, thì như quý vị biết nè, thọ mạng lâu dài nè, sắc mặt tốt đẹp nè, rồi cơm áo đầy đủ nè, không có đói nè, không có chịu lạnh, không có chịu khổ sở nè, rồi đầu óc thông minh không,
rồi bay đi tự tại, thông minh. Cái cõi trời họ thông minh nhiều hơn cõi người. Ở cõi Atula cũng vậy, sanh tới cõi Atula thì nó dở hơn cõi trời một bước, rồi giận dữ hơn, thân hình người nam thì xấu hơn, hay nóng giận hơn. Còn sanh ra cõi người thì nó cũng thua đi cái cõi trời tới mấy nước, tức là cái sự thông minh đó nó cũng không có tày cõi trời. Như thí dụ như là sự tu tập, điển ảnh, phước báu, tuổi thọ, nó cũng thua đi, thua hơn. Như vậy để làm tất việc lành để chúng ta sanh tất cả những cái cảnh giới đó. Còn nếu mà chúng ta làm quá tệ đi thì nó sanh đâu? Sanh địa ngục và súc sanh. Địa ngục và súc sanh đó. Thì như chúng tôi thưa rằng là không phải địa ngục là đợi khi chết chúng ta mới sanh trên địa ngục. Mà ngay trong hiện tại này á, nếu một người làm ác không, nó sanh ngay trong địa ngục chứ không phải là sau khi chết chúng ta mới sanh ra. Những người mà làm chịu thân súc sanh vậy, không phải sau đâu, mà ngay trong lúc bây giờ phải đi làm tất cả những cái việc để mình trả nợ, không làm cùi cuối. Và mình biết như vậy, khi mà người làm nó quá sức, mình làm phải hai ba chốt để mình trả tất cả những cái nợ nần khi mình lầm lỡ mình tạo ra, thì rõ ràng giống như súc sanh rồi, chứ không khổ sở, không có bao giờ suy nghĩ được cái gì nữa hết. Chỉ lo làm để trả nợ không à. Bởi vì từ đâu? Bởi vì mình tạo ra những cái sai lầm. Những cái sai lầm từ cái chỗ mình thiếu suy nghĩ, tức là không có trí tuệ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên có một cái trí tuệ. Cái trí tuệ từ đâu nó sanh ra? Thì phải tu tập, thiền định, suy nghĩ tất cả những việc lành, cứu giúp người khác, và chính cho bản thân mình, cũng cứu giúp cho bản thân của mình nữa. Giữ gìn sức khỏe, giữ gìn cái thời khóa thật là điều đặn, ăn ngủ điều đặn, sức khỏe điều đặn, đừng có cái gì nghĩa là làm cho nó quá ư, nghĩa là nó kích động lên quá, nó làm cho sai cái giờ giấc, nó sai đi cái ăn uống, cái ngủ nghỉ của tất cả chúng ta. Đừng để bên ngoài nó kích động thì nó sẽ đem lại nhiều cái sự an lạc cho tất cả chúng ta, thưa quý vị. Chúng con kính cảm ơn quý hòa thượng. Vậy kính bạch quý hòa thượng hướng dẫn làm sao để mà biết buông bỏ những cái vật chất và biết đủ để mà dừng lại. Chứ thường thường nhiều người luôn luôn có ước nguyện là tôi phải làm giàu, tôi có chừng đó số tiền thì tôi sẽ dừng. Nhưng mà thực tế thì chúng con chưa bao giờ thấy một người giàu nào mà họ ngưng lại hết, là họ nghĩ họ đã có đủ mà họ vẫn cứ tiếp tục làm giàu. Cũng như những người lại không có thì vẫn luôn luôn ước muốn vươn lên và phải đạt cho được mục đích của mình. Thì thực tế là nói thì dễ nhưng mà dừng lại thì nó không có đơn giản chút nào. Dạ. Cảm ơn đạo hữu Nhật Quang Huy. Thì thưa quý vị rằng là Đức Phật không có khuyến phát những quốc gia hay là những triệu phú, những tỷ phú, những người dân nên ngừng cái phát triển giàu có. Mà Ngài khuyến khát người ta phát triển giàu có, nhưng mà cái phát triển đó trên cái tính cách của sự lương thiện, của cái sự bình đẳng, chứ không có dùng cái sức mạnh để hà hiếp người khác, không có dùng nghĩa là cái ác tâm, tức là những cái ngành nghề ác để mà kiếm được những cái lợi nhuận nhiều. Mà Ngài đưa ra có 5 cái nghề nghiệp. Ví dụ nghề nghiệp nghĩa là buôn bán nô lệ, không thì đừng có nên làm. Cái nghề nghiệp á là buôn bán những chất độc, đừng nên làm. Và cái nghề nghiệp á là chế tạo hay là mua bán những vũ khí, đừng có nên làm. Cái nghề nghiệp á là nấu đun những cái chất nghiện, những cái chất say, đừng có nên làm. Và đặc biệt nhất á, thì xây dựng cái sự hòa bình, chứ đừng có tạo cái xây dựng trên chiến tranh, làm giàu bằng chiến tranh. Thì Ngài đưa ra những cái điểm yếu tố mà tới ngày nay đi nữa thì tất cả những cái triết gia, những cái học giả thông minh nhất trên thế giới cũng phải chấp nhận. Ai biết bao giờ có một cái lỗ hổng nào để mà bắt lỗi được hết. Như vậy thì Ngài khuyến khích hết tất cả, không, về tất cả các cái nghề nghiệp
Thí dụ như dân chúng không có tiền thì chính phủ phải giúp đỡ, như là bò, trâu hay là bây giờ đây là máy móc, không? Người thiếu hạt giống hãy giúp hạt giống tốt cho họ để trồng trĩa phát triển lên. Còn cái người mua bán cũng vậy, mua bán mình đánh thuế một cách vừa thôi để mà đủ trả, chứ không đánh thuế nghĩa là siêu cao quá nặng. Siêu cao thuế nặng thì họ ngán ngẩm, họ ta tháng, bởi vì cái công sức của họ họ làm nhưng mà phải đóng thuế quá nhiều đối với chính phủ, vân vân. Đó, rồi đối với cái cuộc sống muốn giàu có thì phải nỗ lực nghĩa là siêng năng. Đức Phật ở trong kinh mà ngài nói chữ tinh tấn á, chứ đừng có đổ lười biếng, nghĩa là trời lạnh á thì đổ rằng là trời lạnh quá không phù hợp với tôi, trời nóng quá thì nói trời nóng quá không phù hợp với tôi, rồi tôi khi mà chưa ăn á nói tôi đói quá cho nên nó phù hợp công việc của tôi, khi ăn no rồi tôi ăn no quá không phù hợp với tôi. Thì cái nào cũng đổ lừa đổ lỗi hết thì nó không bao giờ đem lại cái sự thịnh vượng cho chính bản thân của tất cả chúng ta. Nhưng mà thịnh vượng trên những cái công việc lành, và ngài khuyến khích tất cả những cái đó. Và khi có được cái công việc lành, có những cái kết quả lành rồi á, thì nên cố gắng là giúp đỡ tất cả những người khác để được ngang giàu có như mình, không? Được có cái kiến thức như mình, được có cái sự giàu có như mình, được có cái sự sung sướng như mình. Đó, ban đầu thì ít, nhưng mà ban sau thì nó thay đổi đi chứ không phải là không. Đó, thì đó là cái điều mà Đức Phật ngài khuyến khoát, không? Trong nhiều cái bài kinh Đức Phật đã khuyến khoát về cái vấn đề mà làm kinh tế như thế nào. Cho nên trong cái kinh mà lễ bái sáu phương á, thì ngài cũng có dạy á, chia ra làm cha làm mẹ như thế nào. Phải có 5 điều đối với con, làm con phải có 5 điều đối với cha mẹ. Rồi vợ chồng cũng vậy, tôi tớ cũng vậy, người chủ với tớ cũng vậy. Rồi đặc biệt ở trong cái vấn đề thương mại, ngài nói rằng là khi có tiền có bạc rồi không phải là chỉ chi tiêu ý cho mình không, mà một á là đem một cái phần đó để mà ra mua bán. Vấn đề thứ hai á là để cất một phần để dành khi chúng ta lỡ thất bại, chứ không phải đem ra hết là được, không? Rồi thứ ba là phải cung cấp cho cha mẹ. Và thứ tư là cũng làm tất cả những cái điều mà cần yếu để mà cúng dường, phát tâm giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Thì cái phước báu đó khi chúng ta tạo ra thì cái của cải nó mới tồn tại. Còn nếu mà chỉ giữ bo một mình đó, thì chắc chắn là nó không có bao giờ nó tồn tại được. So sánh giữa cái Đông Phương và cái Tây Phương thì cái Tây Phương á, cái cơ sở của họ nó tồn tại rất là nhiều trăm năm, bởi vì họ làm tất cả những việc lành, họ duy trì cái phước báu. Còn thường thường đa phần những cái cơ sở của Đông Phương á, thì họ làm cho cá nhân của gia đình, ít khi họ tạo những phước lành nhiều hơn, cho nên thường thường nó thời gian nào đó nó bị sạch, nó bị đứt, nó không có dài thời gian. Đó là lý do tại sao. Thì hy vọng rằng tất cả chúng ta y theo lời Phật dạy, chúng ta cũng vươn lên để được giàu có, rồi chúng ta giúp đỡ người khác giàu có như mình. Thì đó là cái điều quan trọng. Nhưng mà cái giàu có không phải là phải là như 4 cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Đừng có làm trên 4 cái điều đó thì được rồi. Dạ. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý hòa thượng. Dạ, kính bạch quý hòa thượng. Vậy thì khi mà nói về cái tư tưởng và cái suy nghĩ và cái văn hóa của Tây Phương và Đông Phương, thì những cái gia đình mà nhất là người Việt ở Tây Phương, thì cái suy nghĩ của những bậc cha mẹ lớn tuổi là vẫn còn ảnh hưởng rất là nặng, rất là nhiều về cái tư tưởng của văn hóa phương Đông. Con cái sinh ra ở phương Tây thì cái hấp thụ cái nền của phương Tây, cho nên rất nhiều gia đình nó lâm vào cái cảnh giống như là không có sự hòa hợp hay hợp nhất, và làm cho rất là nhiều bất đồng.
thì kính bạch hòa thượng có thể là hướng dẫn để cho cha mẹ, hướng dẫn cho con em đi theo cái đường lối đúng, cũng như là cha mẹ cũng phải biết hòa hợp và chấp nhận những cái tư tưởng và cái văn hóa mà con em ở phương Tây hấp thụ ạ. Dạ. Cái vấn đề mà giữa tư tưởng của người châu Á và người phương Tây, người Mỹ, người Pháp thì nó hai cái tư tưởng nó khác nhau. Chúng tôi thấy rằng là bây giờ khi mà bắt đầu sau 75 thì có một số người châu Á nó tràn vào. Trước đó thì người Trung Hoa nó đi lâu rồi, nó tràn vào Mỹ, tràn vào các nước châu Âu. Thì bây giờ mình nói cái người Việt Nam không á, thì trước tiên á, thì người Việt Nam á, họ có một cái, cũng có người lớn tuổi không cố chấp, họ làm công việc để rồi để có một cái số vốn liếng để cho con cái để dành lại, và buộc con cái phải theo những cái đường lối của mình. Nhưng mà rồi con cái ở Mỹ thì nhiều hồi nó có thì nó cũng được, nhưng mà không có thì tự bản thân nó cũng sẽ cố gắng tìm cách, nghĩa là để mua nhà, mua cửa. Có người thì thực tế trên bản chất dùng trên mặt toàn diện họ không cần, nhưng mà họ cũng dồn vào những cái gia sản của cha mẹ. Như vậy thì hai cái lối sống nó khác nhau. Một cái người Tây phương thì không, cha có của thì ta cho mình một phần nào đó, một phần vốn, thí dụ như tất cả những nhà tỷ phú đó họ cho một ít triệu thôi, thí dụ là cho chỉ một phần 20 của cái gia sản đó thôi, thiệt chỉ là phần trăm của gia sản đó thôi, chứ không phải cho hết phần nữa. Còn tự mình mình kiếm ra. Cho nên ông bà ông ta nói nếu mà có phước thì con nó hưởng nhờ cái đức đó, nó tạo lên giàu có, còn không có phước thì nó tài sản bao nhiêu đi nữa thì nó cũng tiêu tan hết. Như vậy thì giữa hai cái tư tưởng một lớp trẻ và lớp già, thì trước tiên như theo chúng tôi thì chúng ta nên cố gắng gần gũi những cái lớp trẻ đó và đồng ý với nó, nhưng mà hướng dẫn tự gì do chúng ta. Bây giờ nói thì cũng muộn, chúng ta cũng vì bận rộn trên cái công việc làm ăn quá nhiều, khi tất cả những người đó mới qua và chúng ta hơi lơ đến đến với tất cả con cái, cho nên nó không có học tiếng Việt, không cho nó học tiếng Việt, không có nói tiếng Việt cho nó. Rồi mình chỉ nói tiếng Anh, mình lắp bắp nói tiếng Anh, rồi mình nói tiếng Anh không có đủ cái từ để mình nói thì nó chê, nó nói rằng là mình không biết, thì nó hiểu biết hơn. Rồi muốn hòa đồng đồng ý như vậy, nhưng mà đặc biệt nhất nếu mà muốn có một cái sự hòa hợp đoàn kết đó, làm sao có một cái điều kiện thương yêu, và đặc biệt ít nhất là trong một tuần lễ cũng có một bữa cơm gia đình, tập trung lại tất cả anh chị em, cha mẹ, con cái lại ăn một bữa cơm, dù thô sơ, dù đạm bạc, không có thì mỗi người đó góp một phần nào đó đem về ăn cũng được, không có một gia đình để chịu. Và có một cái uy lực của một cái người lớn đó, thì nó đem lại cái sự hạnh phúc, và từ cái đó nó hòa giải tất cả những cái mà nó còn khúc mắc. Chứ còn người lớn thì chỉ theo cái ý niệm của mình, rồi mình chỉ nói sơ sơ, lâu lâu con hello ba, hello má, khỏe không, vậy rồi con cũng khỏe vậy rồi, thì nó cũng chả có đem lại một cái lợi ích gì. Mà chúng tôi có một cái lời giải thứ nhất đó, không phải là theo đạo Phật, nhưng mà ít nhất nó có cái nguồn cội về nguồn gốc của ông bà, không nó hiểu biết được cái nguồn cội của ông bà, rồi nó hiểu biết về cái vấn đề đạo đức. Nó không cần phải là trở thành người Phật tử quy Tam Bảo, nhưng mà nó hiểu được Đức Phật dạy như thế nào. Muốn thành công được thì nó học được những cái điều Đức Phật dạy, nó sẽ an tâm và nó sẽ được cái sự an lạc và hạnh phúc cho gia đình trước đã, cho bản thân trước đã, chứ không vần vật dù có tiền mà cứ khổ sở, không khổ sở như vậy, lo lắng sợ mất tiền này, lo lắng sợ gia đình tan nát này, lo lắng con đi học không ngang bằng những người khác này, thì cái điều đó nó vô bổ. Lo lắng như vậy thì nó vô bổ, mà chính những cái thế hệ sau đó, họ cũng vậy, đem vắt ra cái những cái trường mẫu giáo đó, rồi chỉ về tới thì con mới làm homework, rồi nói tiếng Anh, mất đi cái tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ, thì nó mất đi tình cảm rất nhiều, bởi vì nó mất đi cái ngôn ngữ của mẹ đẻ thì nó sống theo cái lối của bên Tây Phương. Mà cái lối của Tây Phương thì nó ít đi tình cảm. Mình không nói xấu họ, chứ thực tế là cha mẹ ông bà gì cái nào cũng vui đó. Vui như mi hết.
Mình nói cái thì tùy mỗi cái văn hóa Tây phương, nhưng mình nói là nói đùa chơi thôi. Cái nào cũng vô, anh hết, ba cũng anh, mẹ cũng anh, ông cũng anh, bà cũng anh cũng anh hết. Mà cái điều quan trọng á là hãy giữ một cái tình cảm, rồi từ từ uống nắng họ trở thành những đứa trẻ tốt, những người hướng tới những việc lành. Mình nói chỉ hướng tới việc lành nhiều hơn thôi, chứ chưa hẳn là bắt hẳn nó quy y trở thành người Phật tử vân vân, nhưng mà hướng tới sự lành. Cái điều đó Đức Phật nói như vậy đúng, Đức Phật dạy với kia là đúng. Mà đặc biệt nhất là dù có làm cho mấy đi nữa rồi con cũng trở thành vô thường nó đến, thì mất công lắm, hãy cố gắng tạo những việc phước thiện như mấy tỷ phú của Mỹ, thì chắc chắn cái phước báo nó lâu dài hơn cho con cái cũng như cho bản thân, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý hòa thượng, những lời quý hòa thượng dạy rất là hữu ích ạ. Và rất tiếc là thời lượng chương trình cũng không có còn nhiều, thì chúng con kính cung thỉnh hòa thượng sơ lược và giảng dạy qua về thông điệp mà Đức Phật muốn dạy trong cái bài kinh này ạ. Dạ. Thưa quý vị, cái bài kinh của vua Bệ Tứ này thì nó cũng còn chưa hết, nhưng còn nhiều cái phần lý luận nó chưa hết. Nhưng mà Đức Ca Diếp muốn ông vua phải hiểu được rằng cái con người có hai phương diện. Vì nhà vua chỉ lấy cái phương diện vật chất không mà đem ra so sánh á, thì nó chưa đủ, mà phải đem cái tinh thần ra nữa, chứ không phải là lấy cái vật chất không. Thì cái tinh thần ở đây á, là một cái nhận định rằng tất cả những cái tôn giáo á, đều công nhận rằng có cái đời sau, chứ không phải là chỉ có một cái đạo Phật không đâu. Như vậy thì chúng ta nhận diện đúng, nhưng mà cái điều đó Ngài cũng không cần nói. Nhưng mà mình nhận định rằng làm thế nào để cho con người vượt qua cái sự khổ đau, được cái sự an lạc, đó là cái điều quan trọng. Dù có cái kiếp lai sanh, nét lai hay không á, nhưng mà bây giờ cái kiếp này á, muốn rằng hãy nhận chân được cái điều đó để mà chúng ta dứt trừ hết tất cả các cái sự khổ đau. Nhưng mà cái trong cái bài kinh này thì để lý luận về cái cuộc sống có đời sau hay không, con người sanh ra có chuyển hóa để sanh một cái cảnh giới khác hay không, đó là cái điều đó quan trọng. Và chắc chắn rằng như chúng tôi đã thường trình bày trong tất cả các cái bài kinh trước, thì con người không phải ở cảnh giới của chúng ta không, đương một cảnh an lành ở tại nhân gian, đầy đủ cơm áo ăn mặc sung sướng như thế này. Nếu mà tạo ra tất cả những cái ác nghiệp thì rõ ràng chúng ta sanh vào cái cảnh địa ngục hay là cái cảnh súc sanh ngay. Còn nếu mà chúng ta làm tất cả những cái điều lành, những cái phước thiện, thì chắc chắn rằng ngay trong hiện tại này quý vị sẽ hưởng được cái phước báu và cái sự an lạc, đó là cái phước báu không? Quý vị an vui, quý vị ăn một hạt muối nó cũng như là ở thiên đường ăn tất cả những cái cao lương mỹ vị rồi. Quý vị nằm trên một cái bãi cỏ mà tâm quý vị an lạc, rồi dũng nằm một cái giường nghĩa là giác vàng giác bạc cao sang, đó rõ ràng đã thay đổi được cái tâm của mình, đã thay đổi thì cái cuộc sống đã có cái thay đổi rồi, chứ không cần phải là phải thay đổi cuộc sống, thưa quý vị. Chúng con thành tâm cảm ơn quý hòa thượng. Và chúng con cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Mọi thắc mắc về nhu cầu tâm linh cũng như những câu hỏi về Phật Pháp, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Chùa Đồng Ngự và Chùa Diệu Pháp ở số phone hiển thị trên màn hình. Kính chúc quý vị vô lượng an khương, Bồ Đề Tâm Kiên Cố. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhau.